chào các bạn, chào mọi người. Đã lâu rồi mình không post những cái video clip tiếp theo. Nay nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì mình có thời gian, thì mình sẽ thực hiện những chuỗi video clip tiếp theo cho mọi người xem. Trong cái thời gian nghỉ vừa rồi, đặc biệt là cái thời gian Covid-19 vừa rồi, mình và cái nhóm của mình nhận được khá là nhiều câu hỏi của các bạn. Và bọn mình đã sưu tập ra và đọc lại và đúc kết thành hai nội dung chính là như sau. Cái nội dung thứ nhất đấy chính là cái nội dung của chị em phụ nữ, thường đó là hỏi về vệ sinh dụng cụ, nhà cửa và các thiết bị trong gia đình. Và nội dung thứ hai thì là nội dung của các bạn nam, là anh ơi, là anh làm những cái video clip tiếp theo về flycam để ứng dụng nó vào trong cuộc sống nhé. Thì mình cũng trả lời với cả các bạn rằng được, chúng mình sẽ làm những cái video clip đó, và cụ thể nó là như thế nào thì thông qua từng video clip một mình sẽ trả lời cho từng nhóm bạn và từng bạn một. Đấy, thì cái video clip này nó hơi dài, mong các bạn là đừng nóng vội để tua nó, bởi vì là nó sẽ rất hữu ích cho các bạn. Cái nội dung thứ nhất là cái nội dung của cái câu hỏi của bạn Hoa ở Thái Nguyên. Bạn ấy có hỏi đấy là làm thế nào để tẩy các vết bám dính xi măng, các vết ố vàng bám trên cái nền đá hoa nhơi. Con của em và rồi cái bọn trẻ con ở hàng xóm nó thường hay sang nhà chơi, nó bò lê bò la khắp cả nhà. Nhiều lúc đấy là thức ăn nó rơi vãi xuống đất thì các cháu bốc đồ thức ăn đấy nó lên nó bỏ vào mồm ngay. Em không muốn dính các chất bẩn đó, các vi trùng vi khuẩn đó nó bám vào thức ăn đấy, nó ăn thì bọn trẻ nó dễ bị nhiễm bệnh. Mặc dù em cũng đã dùng nước lau nhà, các nước lau sàn mà như quảng cáo ở trên TV hay là Facebook đó, thì họ cũng có làm cái video nhưng họ tua nhanh quá. Em cũng mua về dùng thử nhưng không ăn thua. Anh làm video clip đó về cái chủ đề đó và đừng tua nhanh. Đấy, đấy là cái câu hỏi thứ nhất của bạn Hoa Thái Nguyên. Bạn ấy có hỏi cái nhóm của mình như vậy. Đối với câu hỏi của này của bạn Hoa ấy, thì mình có trả lời cho bạn là như sau. Đầu tiên là bạn phải xác định được nguồn cái vết bẩn ở trong cái nền đá hoa của nhà của bạn. Cái vết bẩn đấy nó bao gồm những cái gì? Mình nói đó chính là cái vết đạo, ý của mình nói là cái vết bẩn ấy, nó thông thường người ta sửa nhà sửa cửa, người ta có vết xi măng, vết đá vôi, thậm chí cả vết sơn tường nữa. Đấy thì bạn cần phải xem là cái nó chỉ đơn thuần nó là cái vết xi măng không ấy, thì bạn ở xem ở cái phần cuối video clip này của mình sẽ thực hành nó. Còn câu hỏi thứ hai là câu hỏi của bạn Thắm ở Phú Xuyên. Bạn ấy có hỏi mình cũng như nhóm của mình rằng đó là nước ở trong cái bồn vệ sinh rồi bồn rửa mặt, vòi rửa dùng lâu ngày nó có xuất hiện thành cái dòng, cái vệt ố đen, ố vàng, và thậm chí ở trong cả các ngóc ngách của các thiết bị vệ sinh đó, thì làm thế nào để tẩy được các vết ố đó. Đối với câu hỏi này của bạn Thắm thì mình sẽ trả lời bạn là hai ý như sau. Cái ý thứ nhất là bạn xem cái nước của bạn, cái giếng của bạn bơm lên sử dụng có trực tiếp hay không. Bởi vì theo mình được biết ở quê bạn hay là các làng nghề thì cái nguồn nước đấy nó dễ bị nhiễm sắt và các kim loại khác. Triệu chứng để bạn xem ấy, đấy là các vết ố vàng đó càng ngày nó càng có màu vàng, vàng nâu theo thời gian, và nó xuất hiện rất nhanh thôi, độ khoảng 1-2 tuần gì đấy thì các bạn nhìn thấy cái vết này ngay. Và thông thường ở các miền quê ấy, họ sẽ xử lý bằng cách là bơm lên trên cái bể cát để họ lọc thô thôi, sau đấy họ sẽ đưa vào cái bể tích trữ và sử dụng cho các thiết bị của gia đình luôn. Và trả lời ý thứ hai luôn cho bạn Thắm là
các vết ố vàng đó, đấy chính là, hay là bạn muốn hỏi là các vết ố vàng là ở trong cái nhà vệ sinh, bồn tắm của nhà cô ạ, nó là ở các khe hở hay ở dưới chân tường, nó bắn xung quanh chân tường của bạn là do hàng ngày các bạn tắm rửa gì đó, hay gia đình bạn tắm rửa ở đấy thì sao sẽ thời gian lâu ngày nó cũng sẽ hình thành ra các vết ố vàng. Nhưng ở trên khoảng tầm đỉnh đầu, cao đỉnh đầu của các bạn thì nó vẫn màu gạch men bình thường. Đấy thì nói chung là về hai cái dạng câu hỏi như thế thì là sẽ làm được hết bạn nhé. Bạn sẽ đợi ở cái video clip thứ hai đấy của mình. Còn với câu hỏi của bạn Chiến và bạn Hương ở Sơn La và Điện Biên ở có hỏi đấy là em ở vùng cao, vùng núi đá vôi bám nhiều quá, nó bám ở trên ấm đun nước siêu tốc, các ấm đun thông thường, bình nóng lạnh, bình năng lượng mặt trời, két nước làm mát ô tô, nó gây ra các hiện tượng đấy là nước nó lâu sôi dẫn đến là mất tiền điện nước nó nhiều hơn đấy, thì và thậm chí cả vòi tắm hoa sen nó tắc nữa đấy. Thì mặc dù em cũng đã tìm hiểu được trên mạng là dùng giấm ăn hay là vắt chanh rồi đun nó lên, hoặc là pha với nó với cả axit loãng hay ba dơ loãng, nhưng vẫn không ăn thua, thì mình trả lời với cho hai bạn là những cái yếu tố đấy thì là làm hết. Ngoài cái việc tẩy đá vôi đó thì cái gen tẩy rửa đa năng này ở bên mình nó có tẩy được cả dỉ sét, nên bạn cứ yên tâm. Và mình sẽ post qua từng video clip của mình. Nào, bây giờ đấy thì để trả lời cho câu hỏi của bạn Hoa Thái Nguyên là cái chất tẩy rửa này của mình là nó sẽ tẩy được cả cái mềm màng bám dính ở trên nền nhà xi măng của bạn. Đây là cái cốc mà mình vừa mới rót ra là cái của hãng Sunlight Sheet, và nó có cái chức năng cũng là lau sàn, lau vết bám dính xi măng ở trên cái nền đá mài, mặt gỗ rồi mà gạch men vân vân. Đấy thì mình đây, và mình cũng sẽ rót ra cốc thứ nhất. Cái thứ hai là mình sử dụng cái gen tẩy rửa đa năng này của mình. Bạn hãy xem và quan sát dụng cụ của bạn. Các bạn cần đó chính là, đây là cái rẻ lau nhà để mình sẽ sử dụng với cả nước tẩy rửa đa năng. Còn cái này, cái nước lau nhà thông thường thì mình sẽ sử dụng với cả cái cây lau nhà mà mình đã dựng ở đằng kia, ở cái góc nhà của mình. Nào bây giờ hãy thực hành. Ở đây mình đã đánh dấu vào hai ô. Ô thứ nhất kia các bạn hãy nhìn là ô số 1, hai cái khoang của ô số 1. Và ở đây là hai cái khoang của ô số 2. Hai cái khoang này đấy là như thế nào? Là hai cái khoang ô số 1 là mình sẽ dùng cái nước cái gen tẩy rửa đa năng. Và hai cái khoang của ô số 2 thì mình sẽ dùng đấy chính là cái nước lau nhà thông thường. Đó thì các bạn hãy cùng xem và kiểm nghiệm các kết quả nhé. Bây giờ mình sẽ làm và thực hành nó. Đây các vết ố vàng đây. Đấy, các vết đen của bám dính lên xi măng vừa rồi mình chưa kịp lau dọn ở trong gầm giường. Đấy, đây. Đó. Và bên cái khoang của ô số 1 đây này, nhìn đây là nó là cái khoang bạn nhìn đây này. Đấy. Các vết nó rất là dài và rất là bẩn. Đó, bẩn hơn khoang ở cái khoang ô số 2. Đấy, bây giờ mình sẽ thực hiện. Nào, bây giờ mình sẽ đổ cái dung dịch nước lau nhà này ra và mình sẽ tẩy rửa cho các bạn xem.
đó, đợi quạt nó khô đi một lúc các bạn nhé. Còn đây là ô số 1, hai khoang của ô số 1 các bạn nhìn. Đối khoang của ô số 1 ở đây thì mình sẽ sử dụng nó là như sau. Hoặc là cái gen này, cái gen tẩy rửa đa năng này các bạn pha loãng ra cũng được. Sau đấy hoặc là các bạn đây xịt nó lên. Xịt lấy 1-2 giọt. Đấy, mình xịt lấy một giọt, một vòi. Đây, các bạn quan sát. Đây, lên bám dính của khoang ô số 1. Đây, các bạn nhìn nhé. Đó. Mình xịt thêm 1-2 giọt nữa. Đấy, ở trên lề luôn. Đây, đây là kết quả của ô số 1 các bạn nhé. Đã lau sạch bong nó. Các bạn hãy quan sát sang đến cái ô thứ 2. Đây, ô thứ 2 là nước lau nhà thông thường. Các bạn hãy xem kết quả. Thậm chí đây là mình sẽ dùng chân mình di. Đó, các bạn hãy xem và so sánh kết quả giữa khoang số 1 và khoang số 2. Khoang số 1 vết mực rồi là các vết tẩy rửa ở kia mình đã lau xong hết. Đó, thì như vậy thì đối với cả bạn Hoa ở Thái Nguyên thì bạn có thể là yên tâm rồi nhé. Đó, thì mình cũng đã kiểm chứng xong. Thì nó có kết quả nó như thế nào đấy thì bạn hãy xem, quan sát cái ở cái phần đó. Và hy vọng video clip này sẽ hữu ích cho các bạn cũng như là mọi người. Nếu các bạn mà thấy hay, hữu ích thì các bạn bấm vào nút like và đừng ngại đặt câu hỏi ở phía dưới bình luận. Đấy, video clip tiếp theo của mình đấy thì mình sẽ trả lời cho bạn Thắm ở Phú Xuyên. Còn video clip này thì mình sẽ xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn và mọi người đã theo dõi video clip này của mình. Hẹn gặp lại.